Thưa quý vị, một phụ nữ 35 tuổi đã bị hôn mê sâu sau khi thực hiện việc gọt cằm thẩm mỹ tại một bệnh viện thẩm mỹ tại quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi làm đẹp thì người phụ nữ này bị chảy máu vùng cổ họng rồi được đưa đến bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Hiện bệnh nhân vẫn đang ở trong tình trạng hôn mê sâu, rối loạn chi giác và phải thở máy để duy trì hô hấp. Phóng viên của Chuyển động 24 giờ cũng đang trên đường đến với cơ sở thẩm mỹ này để gửi tới quý vị thông tin chi tiết ở phần sau của chương trình. Thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã vào cuộc để làm rõ nguyên nhân và vụ việc đã được báo cáo lên Bộ Y tế, và phóng viên của Chuyển động 24 giờ cũng đã có mặt tại nơi mà người phụ nữ này thực hiện việc gọt cằm làm đẹp để gửi đến quý vị những thông tin mới nhất. Trong ngày hôm qua thì Thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã đến bệnh viện Em Kha và tiến hành niêm phong toàn bộ hồ sơ bệnh lý và yêu cầu bệnh viện này báo cáo toàn bộ quá trình khám chữa bệnh cho bệnh nhân D. Bệnh viện Em Kha được Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động năm 2013 và phê duyệt danh mục kỹ thuật chuyên môn, trong đó có kỹ thuật chỉnh hình xương hai hàm. Bác sĩ trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân có chứng chỉ hành nghề răng hàm mặt và có hợp đồng tại bệnh viện này. Phải nói rằng trong thời gian gần đây nở rộ khắp nơi các cơ sở thẩm mỹ làm đẹp. Riêng tại Hà Nội hiện nay thì có đến hàng trăm cơ sở. Ở đâu thì người ta cũng quảng cáo là có đội ngũ chuyên gia chăm sóc sắc đẹp lành nghề, được đào tạo bài bản, đầy đủ chứng chỉ. Thế nhưng thực tế thì đằng sau câu chuyện bằng cấp chứng chỉ này có đúng như là lời họ quảng cáo hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi phóng sự sau đây. Nhanh gọn, công khai, bằng cấp spa đang được bày bán tràn lan trên các trang Facebook. Thậm chí để tỏ ra nguy hiểm hơn, có trang Facebook còn tung tin đồn là sắp có đoàn kiểm tra liên ngành tại các cơ sở spa. Và địa chỉ này có thể cung cấp nhanh các chứng chỉ spa với giá chỉ gần 2 triệu đồng. Nhưng nếu mua 2 cái thì giá sẽ rẻ hơn. Chủ spa hoặc là những cái bạn mà muốn làm về lĩnh vực này có thể bỏ ra 1 triệu rưỡi đến 2 triệu tìm một cái khóa học như thế ở trên mạng, cầm tay chỉ việc và dạy nhau. Thế sau đấy về thì các bạn sẽ tiêm filler cho nhau hoặc là tiêm filler cho khách hàng. Trong khi để thực hiện được những ca gây chảy máu hay có sự xâm lấn như thế này thì bác sĩ cần phải được đào tạo chuyên nghiệp trong vòng 6 năm cộng với ít nhất 3 năm thẩm mỹ mới được cầm dao kéo. Trong vai một người có nhu cầu, phóng viên thâm nhập một đường dây chuyên cung cấp bằng cho các cơ sở chăm sóc sắc đẹp. Thật bất ngờ, chỉ mất khoảng hơn 2 triệu đồng để mua một bằng mở một cơ sở spa và 1,5 triệu đồng để cấp chứng chỉ cho nhân viên. Spa thì có thẩm mỹ viện không? Spa, thẩm mỹ viện đều được hết. Nhưng mà... Cũng 2 triệu rưỡi luôn à? Vâng, vâng. Bằng nhau hết thế à? Vâng. Thế nhiều nhân viên mua cùng một lúc mà, đang muốn xem giá tốt tốt tí. Thế em để cho 2 triệu là giá tốt nhất. 2 triệu. Thế thì bao lâu thì có hả chị? 7 ngày ạ. Tiếp tục thâm nhập một cơ sở chuyên đào tạo nhân viên thẩm mỹ, nhóm phóng viên trong vai người muốn mua bằng chứ không tham gia học thì được nhân viên xác nhận chỉ trong vòng 1 tuần sẽ có kết quả. Trong khoảng bao lâu thì mình lấy được cái chứng chỉ đấy? 5 ngày. Các bạn chỉ có một số cái kinh nghiệm gọi là học mót một vài tháng ở một nơi nào đó, các bạn về các bạn làm cho khách, sau đó dẫn đến những cái tình trạng hệ lụy như là khách bị dị ứng, sưng mặt hay là không hiệu quả, hoặc là một số chị thì bị viêm nhiễm. Bao nhiêu cơ sở spa hiện nay ở Hà Nội đang sử dụng những bằng cấp đi mua đó, có lẽ khó cơ quan nào có thể kiểm tra được. Thế nhưng có một điều ai cũng có thể khẳng định được là tính mạng của khách hàng đang bị ảnh hưởng và đe dọa bởi những người không có tay nghề này. Câu hỏi đặt ra là liệu những tấm chứng chỉ bằng hành nghề spa có đúng là do những cơ sở có chức năng đào tạo cấp hay không? Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh trong các chương trình tiếp theo.